Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm món trân châu phô mai. Mình ăn uống kèm với trà sữa rất là ngon luôn nha. Ở đây thì nguyên liệu rất là đơn giản, mình chỉ cần chuẩn bị là phô mai con bò cười hoặc là phô mai loại nào cũng được hết. Mình thích phô mai bò cười thì mình sẽ mua loại này, và một ít đường cát thì các bạn lựa lấy đường nhỏ hoặc là đường nhuyễn á, hoặc các bạn xay ra bột cũng được, và một ít bột năng để mình làm nên cái món trân châu phô mai đây. Bây giờ mình sẽ tiến hành làm cho các bạn cùng xem, rất là đơn giản và nhanh nữa, để mình uống với trà sữa. Các giờ cục phô mai thì các bạn tùy theo khẩu vị của mình đó, mình thích đó, cục to cục nhỏ thì mình sẽ cắt theo mình thích. Bây giờ thì có thể là các bạn cắt ra làm hai cũng được, các bạn thích to làm hai, làm ba, làm bốn thì tùy theo mình thích. Thì ở đây thì mình làm khoảng 3 viên một cục, ở 3 viên cũng được, 4 viên cũng được. Thì các bạn sẽ vò lại các bạn như vậy nè, thì các bạn nhúng qua đường. Đó, các bạn áo qua đường như thế này cho nó thấm vào đường, nó ngọt cái cục phô mai của mình. Đó, các bạn bóp vô, bóp vô đường như thế này, xong rồi các bạn bỏ vào bột năng, các bạn lăn cho nó áo đều cái cục phô mai của mình như thế này là mình được một viên trân châu phô mai á. Các bạn áo khi nào mà nó hết dính cái viên trân châu của mình á thì mình sẽ để sang một bên, mà mình tiếp tục mình sẽ làm viên thứ hai. Đấy, đây là viên trân châu của mình nè, cứ thế các bạn làm rất là dễ luôn. Mình tiếp tục mình sẽ làm cục thứ hai, các bạn bóp vô cho nó tròn tròn, cho mình thích như cái hình tròn vậy đó, thì mình bóp vô đường như thế này, nó ngọt cái viên phô mai của mình lên. Và các bạn sẽ bỏ qua bột năng, và các bạn cứ việc áo như thế này là nó sẽ khô cái viên trân châu của mình lại. Đó, thì mình sẽ bỏ lên được một viên nữa, thì các bạn cứ việc làm như thế, tùy theo mình thích cái viên to thì mình làm cái viên to, viên nhỏ hơn thì mình làm viên nhỏ. Khi các bạn uống một ly trà sữa vào, các bạn ăn một viên trân châu như thế này á thì rất là béo và thơm mà ngon lắm các bạn ơi. Đó, mình dò hồi nãy giờ là một cục phô mai thì mình được bốn viên như thế này, xong rồi mình dò tiếp cho nó hết cái phần hộp phô mai của mình nha. Đây là dĩa trân châu phô mai của mình, sau khi mình đã dò xong rồi các bạn, mình áo phía ngoài một lớp bột của bột năng á, rất là nó đậm đặc lại như thế này nè. Bây giờ bắt đầu mình sẽ bắt nước lên, mình sẽ luộc lên cho nó thành một viên trân châu, mình ăn kèm với trà sữa rất là ngon luôn và béo nữa. Đó, mình vò ở đây hồi nãy giờ được bao nhiêu viên nè các bạn. Bây giờ mình sẽ bắt lên bếp, mình sẽ luộc những viên trân châu này và mình thưởng thức. Bây giờ các bạn sẽ bắt một nồi nước cho thiệt là sôi nha. Mình sẽ thả những viên trân châu phô mai của mình vò rồi á, nên là mình sẽ bỏ vào cái nồi nước sôi đó. Các bạn nhớ là bắt nước cho sôi rồi mình sẽ thả vào. Mình thả vào khi viên trân châu của mình nó sôi lên bằng nước á, là cái bột phần bột phía ngoài nó đã chín. Chút xíu cái viên nhân trong cái lớp bột phía ngoài đó, nó trong lên đó là mình sẽ vớt ra là được thôi, là mình được có viên nhân châu phô mai rất là ngon ha. Đó, mình nấu một chút xíu, bây giờ nó nổi trên mặt, mình sẽ lấy dây vợt đó, mình các bạn sẽ vớt ra như thế này nè, nhân châu viên của mình xong rồi nè. Thì các bạn sẽ cho vào tô, và mình sẽ cho một ít đường vào để cho nó ngọt, cái viên phô mai nó không có bị dính lại á. Lấy vợt mình vớt ra, trân châu mình vớt còn nóng á, các bạn sẽ cho một miếng đường vào đây nè, rồi mình sẽ trộn lên để cho nó đừng có dính trân châu lại. Đó, rất là dính khi mà bột phía ngoài nó áo á. Các bạn sẽ để yên chút xíu, nó sẽ tách ra rất là dễ luôn. Rồi mình múc từ viên ra, rồi mình uống với trà sữa nha.
châu phô mai. Rồi chân châu phô mai của mình đến đây cũng xin kết thúc, cũng đã xong rồi rồi. Cũng cảm ơn các bạn đã xem video của mình món phô mai chân trâu nha các bạn. Hẹn các bạn lại video sau. Thân ái chào các bạn. Các bạn xin vui vẻ.